Rồi, chúng ta bắt đầu cái phần số 2 của cái chương chương The Heart. Nhớ lại chương The Heart, chúng ta có 4 phần. Phần thứ nhất là các bạn nhìn đây, ta sẽ có 4 cái: xem 1, xem 2, xem 3, xem 4. Phần xem 1 hồi nãy thầy đã giảng cho các bạn nhưng mà không có livestream. Bây giờ chúng ta sẽ livestream phần 2. Phần 1 các bạn sẽ coi một ngày gần đây thầy sẽ livestream lại. Bây giờ chúng ta sẽ coi livestream phần xem 2 này. Yeah. Đây là chương tim bài phần 2. Ta sẽ ôn lại cái trái tim. Trái tim là nằm ở trung thất giữa. Tuy nhiên cái phần phía trên của nó nằm ở trung thất trên. Hôm trước ta đã có ôn về cái hội chứng gọi là hội chứng tắc nghẽn ngõ ra của nền cổ, thoracic outlet obstruction. Tiếng Pháp gọi là Benkos tumor, có nghĩa là đây là cái hội chứng của Benkos, hay còn gọi là hội chứng phù áo khoác, khi chúng ta bị một cái ung thư nằm ở trung thất trên. Chúng ta nhìn vô cái hình này thì chúng ta thấy được toàn bộ các cái cấu trúc này. Và thầy nhắc lại một chút, đây là tĩnh mạch chủ trên đổ vào bên tâm nhĩ phải, đây là tĩnh trung mạch chủ dưới cũng đổ vào tâm nhĩ phải, đây là cái động mạch chủ ngực gồm có 4 đoạn: đoạn root, đoạn ascending, đoạn arch và đoạn descending. Và cái trung thất sau chúng ta chứa 5 cơ quan quan trọng, đó là khí quản, thực quản, yên kinh 10, ống ngực và động mạch chủ ngực đoạn xuống. Cái phần màu đen này chính là động mạch phổi, gồm có động mạch phổi phải và động mạch phổi trái, các bạn nhìn thấy đây. Và như vậy ta vừa ôn xong toàn bộ cái cấu trúc anatomy. Và ba cái động mạch vành, người ta gọi nó là vành coronary, bởi vì tiếng Latin Hy Lạp cái chữ vành có nghĩa là vương miện, có nghĩa là giống như ông vua mà đội cái mũ trên đầu của mình vậy đó. Thì người ta nói chữ vành để cho sinh viên hiểu rằng ba cái động mạch này nó sẽ chạy trên bề mặt trái tim. Tuy nhiên rất là nhiều sinh viên sau khi hết năm thứ nhất lên năm thứ hai cũng không được dạy rằng chữ vành có nghĩa là coronary, có nghĩa là cái vương miện, mà cứ nghĩ rằng cái động mạch vành nó sẽ chạy vào bên trong tới tim, nó xuyên vào bên trong, cũng giống nuôi tim, cũng giống như nuôi động mạch nuôi gan, động mạch nuôi thận, động mạch nuôi não. Không phải, không phải, hoàn toàn không phải. Động mạch vành không nuôi tim theo cơ chế như vậy, mà động mạch vành nuôi tim theo cơ chế ngược lại, nghĩa là cơ chế dội. Khi mà cái van động mạch chủ đóng lại một cái tắc thì lúc này máu động mạch, chính do cái máu động mạch ngoại biên nó dội ngược trở về van động mạch chủ, cho nên nó gây một cái lực rất là lớn, khoảng 80 mm thủy ngân đóng lại. Thì sau khi đóng xong nó sẽ dư cái xung, và cái xung đó nó sẽ làm cái máu ào vào hai cái động mạch vành hai bên của cái đoạn root ở trong thời kỳ tâm trường. Như vậy các bạn phải nhớ được rằng động mạch vành được nuôi sau tiếng tắc. Rồi các bạn nhìn vào bên trong lòng của nó, đây ta gọi là giải phẫu thô, hay là gọi là giải phẫu đại thể, anatomy đại thể của trái tim. Đây là một cái frontal section. Khi nói tới frontal section thì các bạn biết rằng trong hình ảnh học á, trong hình ảnh học CT MRI đó, người ta sẽ chia cơ thể thành ba mặt phẳng, đó là frontal section, sagittal section và horizontal section. Frontal section có nghĩa là một cái mặt cắt mà chia cơ thể thành nửa trước nửa sau. Thì đây trái tim được chia thành nửa trước nửa sau. Các bạn sẽ thấy nhìn bên trong lòng của trái tim, ta sẽ thấy đây là tâm nhĩ phải, rồi tâm thất phải, rồi tâm nhĩ trái, tâm thất trái, van nhĩ thất hai bên nhìn thấy rất là rõ. Van nhĩ thất phải chính là van ba lá, van nhĩ thất trái chính là van hai lá. Ngoài ra ta còn hai cái van tổ chim nữa, đó là van động mạch phổi và van động mạch chủ. Van động mạch chủ chúng ta không nhìn thấy rõ ở đây, ta thấy chỉ không thể nhìn thấy rõ cái trên cái mặt cắt này. Yeah. Và các bạn nhìn kỹ trên cái hình này, các bạn sẽ thấy là anatomy đó, thì cái chiều dày dày đó của cái tâm thất phải, tâm thất trái nó dày gấp bên tâm thất phải gấp 3 lần. Vì thế cho nên cái trên cái điện tâm đồ đó, các bạn sẽ thấy rằng các cái sóng dẫn truyền của bên thất trái bao giờ cũng cao rất là nhiều lần so với bên thất phải. Yeah. Rồi chúng ta sẽ ôn lại đại tuần hoàn. Đại tuần hoàn tiếng Anh gọi là systemic circulation, là bắt đầu ở cái van động mạch chủ và kết thúc ở van động mạch phổi. Yeah. Còn cái tiểu tuần hoàn hay tiếng Anh gọi là pulmonary circulation là bắt đầu ở van động mạch phổi và kết thúc ở van động mạch chủ. Jugular venous pressure ta gọi là áp lực tĩnh mạch cảnh, nhưng trên lâm sàng ta hay gọi là tĩnh mạch cổ nổi. Để hiểu tĩnh mạch cổ nổi thì các bạn cần phải có một cái hình. Cái hình đó các bạn đợi thầy sẽ lấy cái hình đó. Cái hình đó tiếng Anh nó gọi là jugular bunch. Jugular bunch. Để hiểu được cái áp lực tĩnh mạch cảnh thì ta phải gõ vào Google cái từ jugular punch. Khi gõ vào jugular punch, các bạn thấy một cái hình này là cái hình dễ học nhất.
cái súng A này chính là cái van, chính là khi mà cái tâm nhĩ phải bóp để đẩy nốt 30% máu xuống dưới cái thất phải, thì lúc đó máu trên đầu nó sẽ không về được vì cái tâm nhĩ phải đang bóp, cho nên máu nó dội ngược lên trên ta, làm cho cái tĩnh mạch cổ nó nổi lên, cho nên ta gọi là sóng A. Cái sóng C này là cái sóng mà khi cái van ba lá, tức là cái van ba lá đó đóng lại thì có một cái lực nó sẽ dội lên trên cái buồng nhĩ phải, đồng thời nó dội lên luôn trên cái tĩnh mạch cổ, cho nên ta phải có cái sóng C trên tĩnh mạch cổ. Sau đó thì cái tim đang co bóp và máu sẽ chảy vô tư từ trên đầu cũng như dưới chân về trong cái nhĩ phải, cho nên ta sẽ có cái sóng X này. Còn cái sóng V này là cái sóng mà khi cái van động mạch chủ đóng lại cái tắc thì rất mạnh, vì nó đóng lại rất mạnh cho nên cái xung của nó sẽ dồn từ cái buồng của thất lên và cái van động mạch phổi đó, nó đóng về cái van ba lá, đóng về cái buồng thất phải, cho nên nó dội lên trên cái van ba lá, đồng thời nó hơi dội xa lên trên cái tĩnh mạch cổ, cho nên ta thấy nó hơi dội cao lên một chút. Để dễ nhớ chỗ này, thầy hay gọi cái sóng V này là cái sóng trời mưa nước ngập. Trời mưa có nghĩa là lúc này nước vẫn, máu vẫn đổ thẳng từ trên đầu xuống tâm nhĩ phải, và nước ngập có nghĩa là máu từ ở dưới chân, dưới bụng vẫn đổ thẳng về cái tâm nhĩ phải qua cái tĩnh mạch chủ dưới, đồng thời cộng thêm với cái sóng xung mà do cái động mạch van động mạch phổi nó đóng lại. Ta không nói tới van động mạch chủ ở đây, bởi vì van động mạch chủ nó xung của nó sẽ dồn lên tâm thất trái, phải sẽ dồn lên trên tâm nhĩ trái rồi dồn lên trên phổi, cho nên chả có liên quan gì tới tới cái jugular vein, chỉ liên quan tới thất phải, nhĩ phải và cái tĩnh mạch cổ mà thôi. Còn ở bên trái nó sẽ không có dội lên trên cổ, nó dội hết lên trên phổi, cho nên ta không thấy được gì trên cái jugular vein hết. Còn sau khi cái van động mạch chủ van động mạch phổi đóng lại, van động mạch chủ đóng lại thì máu vẫn còn tiếp tục đổ liên tục vào bên trong nhĩ phải. Khi đổ được 70% thì lúc này cái tâm nhĩ phải nó mới bóp và gây nên cái sóng A để đẩy nốt 30% máu xuống dưới thất phải. Như vậy khi nhìn lên cái sơ đồ này, ta gọi đây là jugular venous bones, hay còn gọi là sóng của tĩnh mạch cổ, hay còn gọi là tĩnh mạch cổ nội. Như vậy chỉ cần nhìn vào cái hình này thì các bạn hiểu được cái hình này, bắt buộc phải hiểu cái này thì các bạn mới hiểu được cái hình này. Cái hình này thì phức tạp hơn nhiều. Khi nhìn tới hình này thì các bạn thấy, đầu tiên các bạn phải đọc được cái điện tâm đồ. Sau khi các bạn đọc được cái điện tâm đồ xong, các bạn mới ráp được cái sóng ACXVY này vô, thì lúc này các bạn hiểu được 80% một cái chu chuyển tim tiếng bùm tắc, đồng thời là tĩnh mạch cổ lúc nổi lúc nào. Như vậy khi ta ráp hai cái hình này lại với nhau, các bạn thấy đây là một cái điện tâm đồ, và trên cái điện tâm đồ thì sóng P chính là sóng khử cực của nhĩ. Sau khi khử cực nhĩ có xong thì sẽ tới hồi cực nhĩ. Sau khi hồi cực nhĩ thì lúc này các bạn nhìn lên cái sóng trên này thì các bạn thấy máu của tâm nhĩ phải đang đổ nốt tất cả xuống dưới tâm thất phải. Đồng thời lúc này hai cái van nhĩ thất, đặc biệt là van nhĩ thất phải, có nghĩa là van ba lá đóng lại cái bùm. Liền sau đóng cái bùm thì chúng ta sẽ thấy đây chữ S1, tức là cái bùm đó mà bên tiếng Việt ta gọi là T1 á. Tên tiếng Việt bùm tắc T1, T2. Trong khi sách Mỹ thì nó ghi là S1, S2, chứ nó không ghi T1, T2 như mình. Như vậy tới đây các bạn được hiểu, ngay đây là tiếng bùm, S1 chính là tiếng bùm, và ngay trước tiếng bùm là phải có cái sóng A, vì máu phải đẩy từ cái tâm nhĩ phải xuống dưới tâm thất phải xong thì lúc này van ba lá đóng. Tuy nhiên trên lâm sàng có một số trường hợp mà cái van ba lá nó đóng trước khi cái tâm nhĩ bóp, thí dụ như chúng ta bị rung nhĩ hay chúng ta bị cuồng nhĩ, thì lúc này sẽ gây nên một cái dấu hiệu gọi là A-Canon, ta gọi là sóng A đại bác. Các bạn nhìn lên cái chương trình Zoom đã báo cho chúng ta là chỉ còn có một phút nữa là hết giờ. Như vậy chúng ta học hết một phút này nữa chúng ta nghỉ. Hết cái bùm này thì ta sẽ thấy lúc này trái tim sẽ lọt vào thời kỳ tâm thu. Tâm thu thì như nãy thầy nói, lúc này ta sẽ có sóng C này chính là cái sóng mà do cái van ba lá đóng. Tuy nhiên ở đây nó dễ sai, cái sóng C này phải ngay cùng thời với cái tiếng bùm, chứ không thể nào mà nằm quá xa sau tiếng bùm. Như vậy với cái hình này ta thấy là mặc dù đây là sách Mỹ vẽ, nhưng mà cái độ mà gọi là chính xác của cái tỷ lệ đó thì nó vẫn không chính xác lắm, vì cái sóng C này nó phải xảy ra cùng lúc với cái tiếng bùm, bởi vì cái tiếng bùm đó, cái van ba lá đóng đó, nó mới gây nên một cái xung dội ngược lên tâm nhĩ, rồi mới dội lên gần cổ, mới gây nên sóng C. Rồi chúng ta
Dừng ở đây cái thời gian mà chúng ta 40 phút để học cái Zoom online hôm nay chúng ta nghỉ. Rồi các bạn theo dõi, thầy đang có một cái chương trình ôn tổng thể sinh lý để thi Nội trú Sài Gòn. Do đó các bạn cứ theo dõi thầy sẽ online. Okay. Tuy nhiên các bạn không theo dõi cũng được, vì sau khi online xong thầy sẽ chuyển cái online này thành cái YouTube. Cho nên các bạn cũng vẫn coi được YouTube như thường. Thôi hôm nay chúng ta nghỉ đây. Okay.